Một đơn hàng khá là thập cẩm này. Máy bắn vít không chuyển than DCA này, máy bắn bu lông Makita, máy khoan pin đều áp, máy mài góc chạy điện của WX này, máy cắt nhôm DCA, máy xếp bu lông pin Crest, máy mài điện Crest và WX này. Cái này là các dòng máy khoan và đục bê tông của cả WX và Crest. Rồi, cảm ơn anh em đã đặt hàng nhá.